Xin chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, hôm nay thì xin muốn dành tặng cho các bạn một cái món ăn mà các bạn biết gọi là cái gì không? Hào đá. Cái hào này là không phải là mình, nói chung là xin sẽ dùng một cái cây khè để mà mình đi tới những cái cục đá đó, có những con hào bự á ở đảo nè, ở đảo mà mình đang sinh sống á, thì mình sẽ kiếm những cái cục đá nào đó mà có hào bự á, sẽ khè lên đó luôn, nói chung là mình ăn tại chỗ luôn. Các bạn xem, nói chung là hào này gọi là hào đá đó, nó bấu trên cục đá luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái con hào bự để mình thưởng thức từng con trên cục đá các bạn. Đi thôi. Các bạn ơi, bây giờ là xin đang chuẩn bị đi kiếm mấy cái con hào bự á cho chúng ta thưởng thức các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi tới cái mấy chỗ này nè để mình kiếm mấy con hào thơm ngon nha. Mình sẽ dùng cái bật lửa, cái khè lửa đó, mình sẽ nướng ngay tại chỗ và ăn tại chỗ luôn ha.
Ủa các bạn ơi, mình phát hiện có một con cò bị nó bị con cua kẹp cái chân các bạn thấy không? Nó bị cua kẹp cái chân á. Thấy gì? Né cái né. Né mỏ nó, bắt đi. Né cái mỏ nó. Gì tao vậy tao? À, các bạn thấy không? Trời ơi. Nó bị nó bị con cua kẹp ngay chân các bạn ơi. Rồi. Sổ chân luôn rồi. Chuyện sao giờ? Không biết. Bỏ nó đâu đi. Bây giờ là mình phải thả nó đi các bạn ơi. Đó. Nó bị con cua kẹp á. Nó bị con cua kẹp ngay chỗ cái chân á. Bây giờ mình phải thả nó đi. Ha. À. Thấy không? Đó, cái chỗ nãy con cò bị cắn á, thấy con cua không? Trời ơi. Đó, các bạn thấy con cua bự không? Quá bự các bạn ơi. Đó, cái càng nó kẹp cái đó con cò kiểu gì nổi. Quá mệt các bạn ơi. Nói chung là ở đây hào nhiều. Các bạn thấy không? Xung quanh cái cục đá này là hào rất là nhiều. Mình sẽ kiếm những cục đá nào đó mà có nhiều hào các bạn. Đó chúng ta sẽ khè những con hào như vậy nè, trên đá sẽ nó đang. Các bạn ơi, nói chung là xin đi kiếm hồi nãy giờ đó, mấy cái chỗ mà mát mát để mình khè các bạn thì cũng có được một hai chỗ nè các bạn. Trời ơi, nóng nắng các bạn ơi. Và bây giờ thôi mình sẽ khè măng ốc này để mình ăn nha nè các bạn. Các bạn ăn cái món ốc này với mình các bạn. Đó. Nói chung là sẽ lát nữa mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức cái món hào này, dính trên đá luôn nha. Bây giờ là mình ăn cái món ốc này đi, ngon lắm. Ồ, thơm. Ba chết đó, cay quá các bạn ơi.
bạn ơi, bây giờ là xin sẽ mời các bạn đi thưởng thức cái món hàu nó bám vào trên đá này hả các bạn ha. Đó, xung quanh thì cú sinh nó rất là nhiều nhiều đá như nước nè. Thì mình sẽ kiếm một cái con hàu đó để mà mình khè cái lửa ngay tại con hàu đó, ăn ngay tại đó luôn ha. Đó, nói chung là cay các bạn ơi, ăn ngốc cay quá. Bây giờ chỉ ăn hàu nha. Mời các bạn ăn hàu đá các bạn ơi. Trời ơi, nó béo. Nó ngọt các bạn ơi, đảo quá. Chảy mồ hôi hổ chân. Ngon lắm bạn ơi. Nói chung là cái món hàu này nó rất là ngon với lại nó ngọt lắm. Đó, thì nói chung là mình sẽ thử ngay tại đá cho bạn coi luôn. Đây đá nhiều lắm bạn. Hàu rất là nhiều. Ăn hào sữa đó các bạn ơi. Đã lắm các bạn ơi. Trời, ngon quá. Ăn tại nơi mà nó sinh ra luôn. Nghe thật ngon. Nó bấu lên nó rất là ngon bạn, đã. Đây là con thứ hai các bạn. Để mình cho các bạn xem một bầy của nó luôn nha các bạn. Cho xem hàu nè. Nhiều lắm không các bạn. Chung là hàu này cũng thuộc gọi là hàu sữa đó. Mình ăn ngay tại đây luôn thì nó nguyên chất. Các bạn nhớ làm cho sạch sẽ nha, rồi hãy ăn. Và chúng ta tiếp tục thưởng thức vài con nha các bạn. Cay quá. Các bạn ơi, hào sữa đó các bạn. Dai dai, nó hơi mặn xíu thôi. Mình sẽ nướng kỹ hơn xíu nữa bạn. Tức là mình sẽ bắt nó lên xong rồi mình sẽ nướng nha. Chứ mà hàu này ăn nhiều quá không tốt các bạn. Ăn vừa đủ chắc thôi. Thôi.
đóng các bạn ơi. Chảy mồ hôi hầu hết chưa. Nói chung mới ngon các bạn, đã quá. Ăn hào ngay tại mấy cục đá nè, nó quá đã các bạn ơi, ngon, tuyệt vời lắm. Nói chung lâu lâu á mình nên thưởng thức những cái hương vị như thế này đã hơn bạn. Cái dao vô lùm lùm á. Thì cái dao vô, cái dao vô lùm. Các bạn ơi, mình đã tái chanh xong rồi. Giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức cái món hào sữa tái chanh nha. Trời ơi, ngọt ngọt chua chua. Tuyệt vời các bạn ơi, dai. Cái khúc này của nó dai đó các bạn. Cái khúc này, cái khúc của cái đầu á. Nè. Còn cái khúc này là sữa không nè các bạn. À, khúc này là mình sữa không nữa không? Nó có sữa không? Đó. Còn cái phần này là nó dai các bạn, nó dai đã đó. Chúng ta ăn các bạn ơi. Trời ơi, sữa không đã trời. Chua chua ngọt đã lắm bạn. Quá đã bạn ơi, trời ơi. Đúng là gọi là hào sữa thiệt. Các bạn nên nhớ là mình ăn vừa vừa thôi, đừng ăn nhiều quá. Nó sẽ dư chất với lại nó có nhiều cái con sáng con dung gì đó các bạn. Nói chung là mình khuyên các bạn là nên thưởng thức ngon miệng và vừa đủ ăn thôi. Đừng nên ngày nào cũng ăn nó cũng tốt. Thôi bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe và chia sẻ cho cái kênh của Sinh các bạn. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo lần sau các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye. Để mình cho các bạn xem hào sữa ở chỗ mình nha các bạn. Đó, cục đá này nó sữa nhiều lắm các bạn ơi. Cục đá này sữa nhiều lắm. Các bạn thấy không? Đó, hào sữa đó. Cái đó cũng phải là hơn 100 con. Rất là nhiều.
nhiều lắm các bạn ơi. Nè. Đó, thấy hạt sữa nhiều không? Rất là nhiều đó các bạn. Đây nè. Các bạn thấy sữa nhiều không? Nhiều lắm các bạn ơi. Trời ơi. Chứ mà hạt sữa ở đảo mình rất là nhiều.